Em này nhìn thấy là bây giờ nó sẽ hỏi anh em tài khoản Miglab này. Đó. Thế Miglab đang được khóa vào một tài khoản Miglab. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên và kết nối wifi. Xin chào anh em, xin chào anh em. Và mình đang có một chiếc K20 Pro ở đây. Sản phẩm này thì thời gian trước rất là hiếm nhưng bây giờ là nhiều lắm. Rất là nhiều, bên mình rất là nhiều và giá tương đối là rẻ. Bản 64GB thì hiện tại mình đang bán có hơn 6 triệu thôi. Bản 128GB, 8GB RAM ấy thì chỉ hơn 7 triệu thôi. Chi tiết là như nào thì các bạn vào được link mình để phía dưới mô tả nhá. Cụ thể thì nó là website mnv.vn ấy, và đấy thì nó sẽ cập nhật giá chi tiết theo từng ngày, theo từng tháng cho các bạn xem luôn. Và mình đang làm cái video này vào đầu tháng, vào cuối tháng 5, chuẩn bị sang tháng 6 của năm 2020 rồi. Thế nên là sau này anh em xem thì mấy năm nữa thì anh em xem thì anh em đừng kêu là giá nó cao nhá. Đây là chiếc Redmi K20, cấu hình thì mình không cần phải nói nhiều nữa. Snapdragon 855, đúng không? Đấy, có bản RAM 8GB, bản RAM 6GB, bộ trong thì là 64GB và hoặc là 128GB rồi. Vâng, thì sản phẩm này nó rất là nổi tiếng rồi. Thời gian gần đây thì bên mình mới có, thì mình nghĩ chắc chỉ mình có thôi. Tương đối hiếm. Đấy, anh em là mua thì có thể đặt hàng online với mình nhá. Nổi tiếng, thế là mình không còn nói nhiều đâu. Thực ra ấy thì mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Thực ra thì hôm nay thì mình làm clip như này thì anh em biết đấy, mình hay làm clip hướng dẫn anh em cái chọn mua là cách xử lý trong trường hợp điện thoại bị sự cố ấy. Thì hôm trước mình có cái clip làm hướng dẫn cái con 11 Pro Max cách phá mật khẩu màn hình, và có một số anh em có comment cho mình và yêu cầu mình là hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu cho một chiếc Xiaomi. Đấy, thế nhân tiện đây thì mình có con K20 về nhiều quá, K20 và K20 Pro về nhiều quá thì mình sẽ làm luôn, lấy luôn cái này làm mẫu cho anh em xem luôn nhá. Đây là anh em có thể nhìn thấy là bây giờ bên mình là toàn hàng mới full box như này này, hàng toàn hàng full box này thôi. Đó, đầy đủ phụ kiện sáng nhanh này nhá. Và giá cũng rẻ lắm, anh em có vào đường link mình có lại vào đường link mình để dưới mô tả nhá, mời mời VN để xem. Đây, thì mình đã đặt mật khẩu và bây giờ mình giả định là mình đã quên. Mình không nhớ. Đúng không? Đấy, điện thoại bị khóa 30 giây này. Anh em có mở bằng bao nhiêu lần nữa thì nó cứ khóa này thôi. Và để mà xử lý trong trường hợp bị như này ấy, như nào thì anh em hỏi mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm luôn. Thực ra cái này đơn giản lắm, nó không khó đâu. Nó không khó như iPhone là chúng ta phải dùng máy tính. Cái này chỉ cần dùng thao tác ở trên điện thoại là chúng ta có thể phá được mật khẩu. Nhưng trước tiên là mình có một lưu ý này cho anh em này. Việc thứ nhất khi chúng ta làm việc này, tất nhiên rồi, được lợi là chúng ta sẽ mở được máy và chúng ta sử dụng bình thường. Đó. Việc thứ hai là nó sẽ xảy ra một chỗ số trường hợp như thế này. Anh em đang có một dữ liệu rất là quan trọng mà anh em không lưu đám mây thì chắc chắn nó sẽ mất. Bởi vì khi khóa mà xóa mật khẩu xong thì điện thoại nó sẽ trở về trạng thái là như ban đầu ấy, không còn cái dữ liệu gì lưu trong bộ nhớ ở điện thoại nữa. Thế nên anh em lưu ý là cái đấy là chúng ta mà quên mật khẩu, chúng ta bắt buộc chúng ta phải chịu cái vấn đề như thế nhá. Tiếp nữa là cái vấn đề là nếu anh em có tài khoản Google hay là tài khoản Mi account thì anh em phải nhớ. Còn anh em mà không nhớ ấy, sau khi khóa mật khẩu xong thì nó sẽ hỏi lại những cái tài khoản đấy. Và anh em không đăng nhập được thì chiếc máy của anh em sẽ trở thành cục gạch luôn. Cái điều này thì cũng nói thật chứ không nguy hiểm như iPhone. Nó giống như ai cả làm iPhone nhưng không nguy hiểm đến mức độ như vậy. Bởi vì vẫn có một số trường hợp là anh em cầm ra thợ và người ta có thể phá được. Tất nhiên là phải mất phí rồi, đúng không? Đó, còn rất là nhiều anh em bị trường hợp như thế này. Và muốn phá tất cả các tài khoản và nhớ và chấp nhận mất dữ liệu. Thì làm như nào thì rất đơn giản thôi. Nhiều người không biết sẽ ra thợ và phải mất tiền. Thậm chí là còn bị động chạm bên trong linh tinh cơ. Đấy, rất đơn giản thôi nhá. Cái quy định bắt buộc để làm cái việc này ý, là điện thoại vì còn nhiều pin một chút, anh em cứ sạc nó lên khoảng 50% pin đi. Dù có mật khẩu, dù có khóa thì nó vẫn sạc được, đúng không? Việc thứ hai là anh em phải, cái những nút bấm này anh em phải hoạt động hoàn toàn bình thường như này nhá. Đấy, to nhỏ này, to nhỏ này, tắt đi này, mở lên này, là nó phải hoạt động bình thường. Thì anh em mới làm được cái thao tác như này. Đó, bây giờ chúng ta tiến hành làm. Ok, bây giờ chúng ta tắt nguồn máy đi nhá. Tắt nguồn máy điện thoại trước này. Ấn giữ nguồn thôi và ấn tắt đi. Đó. Chờ khoảng 10 giây đi, cho nó tắt hẳn hoàn toàn đi. Đó, sau đó chúng ta sẽ ấn nút như này nhá. Mình hướng dẫn anh em này, anh em cố gắng xem kỹ nhá. Là to tiếng này và nguồn. Em giữ thôi nhá. Đó. Khi nào hiện chữ mi thì bỏ tay nút nguồn ra và giữ nó to tiếng như bình thường. Đó, nó vào một cái chế độ gọi là main menu. Anh em có thể nhìn thấy cái là Mi Recovery 3.0. Đây là phiên bản chạy ROM quốc tế thì nó sẽ là tiếng Anh. Còn nếu mà phiên bản anh em có để phiên bản Trung Quốc ấy thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc nhá, anh em lưu ý như vậy. Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ ấn nút to nhỏ để chúng ta lựa chọn những cái mục chúng ta vào. Ở đây nó có phần kết nối đến Mi Acid. Đây là cái phần mềm của máy tính. Cái này thì mình chưa sử dụng được. Mình cũng không cần thiết phải dùng cái này đâu.
Cái tiếp theo là vào phần reboot này, chúng ta sẽ khởi động lại máy và chế độ bình thường và vẫn bị khóa trên màn hình như bây giờ. Chúng ta sẽ vào phần web data, vào phần wire data này nhá. À, anh em đã đánh vần là WIP data này mình không phát âm tiếng Anh chuẩn, cho nên anh em thông cảm nhá. Ấn nút nguồn để chọn này, ấn nút nguồn để chọn này. Bây giờ có hai cái mục, đó là back to main menu, các là quay lại mục vừa giờ, và mục tiếp là YO data, nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ khôi phục hết toàn bộ khóa, xóa toàn bộ dữ liệu đi đúng không? Ấn vào nút nguồn tiếp để chọn này. Đấy, nó hỏi anh em chắc chắn hay không. Đó, anh em thấy chưa? Nó là cảnh báo giúp bộ đồ này. Ấn vào confirm để chắc chắn nha. Đó, sau đó chạy. Đó, đơn giản không anh em? Tất cả dữ liệu đã được xóa thành công này. Đó, bây giờ ấn reset nha, back lại menu này. Và ấn reboot bình thường. Đó, reboot system. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi và máy sẽ khởi động lên. Khi khởi động lên thì bây giờ nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Nếu trong trường hợp anh em có tài khoản MiCloud nó sẽ hỏi luôn đấy. Còn không có thì chúng ta cứ chọn tiếng Việt vào thôi. Đó, rất là đơn giản như vậy. Chỉ thao tác mất khoảng tầm 30 giây thôi là chúng ta có thể phá được mật khẩu màn hình. Lưu ý một điều là mất hết dữ liệu. Nếu ai là MiCloud và Google mà anh em không nhớ mật khẩu thì nó sẽ bị khóa luôn. Đó, thì như vậy thôi nhá. Đơn giản lắm. Cùng ngắm lại chiếc K20 trong lúc khởi động này anh em. Đây là chiếc K20 Pro nhá. Đó, anh em nhìn đây là phiên bản màu đỏ này. Hiện tại là mình có sẵn các phiên bản màu đen, màu đỏ và màu xanh. Đủ dung lượng là 64GB bộ nhớ trong và 6GB RAM. Và phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong anh em nhá. Giá thì một phiên bản là khoảng hơn 6 triệu và một phiên bản hơn 7 triệu. Nó chênh lệch nhau tầm vài trăm nghìn thôi. Đấy, để cập nhật chi tiết anh em vào có đường link mình để phía dưới mô tả nhá. Cụ thể về chương trình khuyến mại và cũng như là giá từng ngày, từng tháng nó sẽ là như thế nào thì anh em cứ vào đây để cập nhật. Còn mình mà nói rõ cụ thể giá ở đây thì anh em sẽ không có chút tò mò vào đấy. Để mua sản phẩm này thì anh em có vào website đặt hàng bên mình hoặc là chat ở Facebook của mình là mnm.vn. Thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách đặt hàng và bên mình sẽ chuyển hàng cho anh em những sản phẩm này. Khi nào nhận được hàng anh em phải thanh toán nhé, chứ không phải thanh toán ngay đâu. Đó, không phải chuyển khoản trước mà nhận được hàng anh em phải thanh toán. Đó. Rất là đơn giản, mua hàng rất là yên tâm luôn. Về chế độ bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành 1-1 trong thời gian anh em mua online sẽ là 45 ngày, lỗi mình sẽ đổi cho sản phẩm khác. Và sau đó nếu hết trường hợp đổi 1-1 mình sẽ gửi đi hãng bảo hành cho anh em trong vòng 12 tháng nhé. Đó, đó là sản phẩm bảo hành với những cái sản phẩm K20, K20 Pro ấy. Đó, anh em có thể nhìn thấy là bây giờ nó sẽ hỏi anh em tài khoản MiCloud này. Đó, thiết bị này đang được khóa vào một tài khoản MiCloud, tất nhiên là tài khoản của mình mà mình sẽ nhớ. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên và kết nối Wi-Fi. Nếu mà trường hợp mà không phải của anh em mà anh em không nhớ được thì chắc chắn là anh em sẽ chỉ vất làm một gạch thôi, bán linh kiện thôi. Trường hợp như thế là đó là không phải máy của anh em này, hoặc là anh em quên thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà rất là may, thường MiCloud ấy nó sẽ theo số điện thoại. Thế nên là nếu đúng của anh em thì anh em không phải lo đâu. À, cái này là của mình rồi, rất là đơn giản. Mình sẽ vào nó bình thường. Đó. Đó, anh em đi không? Đây là khỏi mình kế hoạch bình thường. Đó, sau đó mình sẽ chọn tiếng Việt vào bên trong thôi. Đây. Đó. Nếu trong trường hợp là không có MiCloud nhưng có Google ấy, thì đến đoạn này nó sẽ hỏi tài khoản Google này. Tại Google anh em cũng phải nhớ. Bảo mật của Android bây giờ nó cũng rất là cao. Trong trường hợp anh em không nhớ thì nó sẽ bị khóa máy. Nó không phức tạp như iPhone là chúng ta không phải có điện tổng đài đâu. Thực ra có những thợ, những chuyên gia là người ta có những thiết bị là người ta có thể phá được. Như bên mình ấy, bên mình là các bạn thợ, các bạn kỹ thuật phần mềm ấy, là các bạn có thể phá được những cái tài khoản đấy. Thế nên trường hợp là anh em ở xa mà anh em không biết cách làm hay không thể nào tìm được thợ nào phá thì anh em có thể gửi cho qua bên mình theo địa chỉ là 170 Lạch Chay nhé. Thế nên mình sẽ hỗ trợ anh em phá. Và tất nhiên rồi, những trường hợp phải dùng thiết bị chuyên biệt như vậy thì anh em phải mất phí. Thường là giá dao động từ 200.000 đến 500.000 anh em nhé, tùy theo cái mức độ nghiêm trọng. Anh em lưu ý là nếu trong trường hợp mà MiCloud nó báo là điện thoại mất cắp ấy, thì trường hợp đấy bên mình không thể phá được. Chỉ phá trong trường hợp là bị quên tài khoản MiCloud thôi, trong tình trạng mất cắp, anh em lưu ý như vậy nhé. Đó, bây giờ nó sẽ kiểm tra bước cập nhật phần mềm và nó sẽ kiểm tra được có thằng Google hay không. Đó, nó sẽ vẫn vài phút của anh em. Tất cả dữ liệu thì anh em muốn sao chép, anh em chép không thì anh em bỏ qua để vào bên trong luôn cho nó mới. Đó, đây là sẽ không có tài khoản Google thì mình sẽ bỏ qua được. Bởi vì máy này là máy mới, mình chưa đăng nhập tài khoản Google. Mình chỉ đăng nhập MiCloud là mình chạy tiếng Việt thôi. Mình vừa chạy tiếng Việt xong luôn đấy. Đó, tất cả những cái bước này anh em đều phải kiên nhẫn chờ đợi nhá. Trên sản phẩm người ta báo luôn là quá trình này có thể mất vài phút đấy.
Sản phẩm này là rất là nhiều anh em ưa chuộng, nhưng mà bên Xiaomi, bên Redmi là người ta sản xuất số lượng không nhiều. Thế là khi mua hiện tại bây giờ ra K30 mất rồi, không còn sản phẩm này, nhưng rất là nhiều anh em săn lùng và tìm. Giá hiện tại bây giờ rất là rẻ, cấu hình cao đến mức là Snapdragon 855 mà full box hiện tại giá chỉ có hơn 6 triệu thôi, đúng không? Đó. Đó, anh em nhìn nhé, đây là phiên bản màu đỏ này, màu sắc rất đặc biệt luôn. Phiên bản màu xanh nó cũng sẽ tương tự như vậy, và phiên bản màu đen nó sẽ là vân carbon nhá. Ok, đã qua cái bước này rồi, tất cả mình cứ cho phép hết, bỏ qua bước này luôn. Đấy, chọn cổ điển hay là không giới hạn. Ok, đã thành công. Bước này nó sẽ tải những ứng dụng nền của phần mềm và vào màn hình chính bên trong là chúng ta sử dụng bình thường. Đó rất là đơn giản như vậy thôi, chúng ta chỉ mất khoảng 20 giây để chúng ta có thể 30 giây để chúng ta có thể phá được mật khẩu, và chúng ta chỉ mất khoảng vài phút chờ đợi để kích hoạt được vào bên trong. Đó, thì anh em xem clip này anh em cũng biết đấy, đơn giản như vậy đỡ tốn tiền cho anh em. Và tiếc gì không cho mình một like đúng không? Cho mình một like nhá. Và thấy hay thì chia sẻ mọi người cùng xem để mọi người có thể tương tác nhiều với kênh của mình. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em.